Steve Jobs được cho là nhà lãnh đạo công nghệ có ảnh hưởng nhất trong lịch sử điện toán. Jobs đã biến Apple từ một nhà sản xuất máy tính tạm thời nằm trong nhà để xe của cha mẹ ông thành một gã khổng lồ công nghệ toàn cầu với trị giá hiện tại hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ. Ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy vào năm 2003 và qua đời 8 năm sau đó ở tuổi 56. Jobs có 4 người con, trong đó Lisa Brennan, hiện 45 tuổi, là con gái đầu lòng của Steve với Kristen Brennan, người yêu thời trung học của Steve. Tuy nhiên, trong nhiều năm, Steve phủ nhận việc ông là cha của Lisa và ít hỗ trợ về mặt tài chính cũng như tinh thần cho hai mẹ con cô. Bà Brennan đã phải nhận trợ cấp và dọn dẹp nhà cửa để nuôi con gái. Khi Lisa được 9 tuổi, ông đã xin lỗi Kristen nhiều lần. Do vậy, Lisa đã quyết định đổi tên từ Lisa Lincoln Brennan thành Lisa Brennan Jobs và chuyển đến sống cùng Steve để hàn gắn mối quan hệ. Nhưng cô cho biết họ không dành nhiều thời gian cho nhau. Cô từng học Đại học Harvard, Đại học King London, trường trung học Palo Alto, trường Newver. Bước đột phá của Lisa với tư cách là một nhà văn vào năm 2018 khi cô xuất bản Small Fry, một cuốn hồi ký đi sâu vào mối quan hệ đầy sóng gió của cô và cha mình. Trong đó cô viết về những lần ông đối xử tệ bạc với cô, từ việc ông phủ nhận rằng chiếc máy tính Apple Lisa được ông đặt tên theo cô cho đến việc ông từng nói cô có mùi như bồn cầu. Sau khi chết, Steve Jobs đã để lại cho Lisa Brennan Jobs một khoản thừa kế trị giá hàng triệu đô la Mỹ trong di chúc của mình.